Kính thưa sư cô Ngọc Liên, kính thưa quý vị, kính thưa báo chí, hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2019, Tổ chức Kỷ lục Người Việt Toàn cầu thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới, chúng tôi rất vui mừng đến đây trao tặng kỷ lục cho công ty mỹ phẩm Princess Cosmetics. Đây là công ty mỹ phẩm của người Mỹ gốc Việt, có nhiều cửa hàng ở nhiều quốc gia nhất. Để hiểu biết về công ty này, chúng tôi xin mời chủ nhân của công ty là anh Lê Minh Hiền và chị Võ Thu Nga sẽ có đôi lời giới thiệu về công ty. Xin mời. Minh Hiền và Thu Nga xin đại diện cho tổng công ty EV Princess Cosmetics và BL Miracle cùng hệ thống Bích Liên Skincare xin kính chào quý vị và xin cảm ơn Liên minh Kỷ lục Việt Nam toàn cầu đã tới đây trao một cái bằng kỷ lục cho chúng tôi. Chúng tôi rất là vinh dự và hân hạnh được đón tiếp quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Em giới thiệu đôi nét về công ty của mình. Vâng, Thu Nga xin kính chào tất cả quý vị ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hôm nay rất là vui mừng, rất là vinh hạnh. Không biết nói những lời lẽ gì để mà cho quý vị biết là chúng tôi rất là vui. Chúng tôi trung tâm thẩm mỹ Bích Liên, hệ thống Bích Liên Skincare tại miền Bắc và miền Nam California đã có hơn 20 năm. Và chúng tôi không ngừng để tiếp tục phục vụ quý vị với mỹ phẩm EV Princess Cosmetics và BL Miracle. Tiện đây thì chúng tôi cảm ơn tất cả các khách hàng từ khắp mọi nơi trên thế giới luôn luôn sát cánh với trung tâm thẩm mỹ Bích Liên cũng như hai dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics và BL Miracle. Nhờ quý vị mà chúng tôi hiện đang đứng rất là vững trên thị trường và hôm nay rất là vui mừng có tổ chức kỷ lục thế giới đến để trao bằng tặng cho công ty. Cho nên Thu Nga rất là vui và phấn khởi. Nhắc đến công ty EV Princess BL Miracle và hệ thống Bích Liên Skincare thì chúng tôi không thể không giới thiệu một vị ân nhân của chúng tôi và cũng là một đoàn tàu á, mà phải có cái đầu tàu để dẫn đầu, đó là một vị sáng lập viên của công ty EV Princess Bích Liên Skincare của chúng tôi. Chúng tôi xin giới thiệu đó là sư cô Ngọc Liên, mà quý vị từng biết là Hoa hậu Bích Liên đó. Em xin kính mời sư cô ạ. Xin cảm ơn sư cô những cái thời gian qua đã dìu dắt chúng em tiếp nhận cái công ty của sư cô và xin sư cô đó có đôi lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý quan khách và quý truyền thông báo chí và quý Phật tử khắp nơi. Sư cô lấy là rất là hạnh phúc và vinh dự được trở về hệ thống công ty EV Princess BL Miracle, gặp lại các em Thu Minh, Thu Nga, Lê Minh Hiền và tất cả gia đình trong cái buổi trao bằng kỷ lục của Vietnamese Global Recognition. Đây là kỷ lục thế giới công nhận cho hệ thống công ty dược mỹ phẩm EV Princess và BL Miracle. Trong nhiều năm qua, trên hai thập niên qua đã có mặt trên thị trường. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, sư cô là một trong những người sáng lập ra hai dòng sản phẩm này và đã sát cánh và quý khách hàng đã luôn luôn hỗ trợ và đồng hành cùng với hệ thống công ty EV Princess và BL Miracle. Cái sự thương mến và tin tưởng của quý vị trong suốt hai thập niên qua và sau khi sư cô đã gác lại và xuất gia vào cửa Phật thì hai em và Thu Nga, Lê Minh Hiền và Thu Minh đã gánh vác hệ thống công ty này và tiếp tục không phục vụ, không phụ lòng khách hàng và tiếp tục phục vụ quý vị trong nhiều năm qua. Hiện tại sản phẩm như quý vị thấy đang dẫn đầu trên thị trường, càng ngày càng phát triển hơn và nhiều chi nhánh cũng như đại lý khách hàng khắp nơi.
nhân dịp ngày hôm nay nhận cái bằng kỷ luật tặng cho hệ thống công ty EV Princess. Sư cô rất hạnh phúc trở về đây và chia sẻ cùng quý vị và một lời tri ân cùng với tất cả quý khách hàng đã thương mến sư cô nói riêng và hệ thống công ty EV Princess BL Medical nói riêng. Sau khi các em Thu Minh, Lê Minh Hiền, Thu Nga là tổng giám đốc của hai hệ thống công ty này tiếp tục phục vụ quý vị và đồng hành cùng quý vị trong đời sống. Sư cô hy vọng rằng để đáp lại cái tấm thần tình đó, hai em sẽ không ngừng hoạt động và đóng góp cho quý vị với niềm tin của quý vị trong sản phẩm, mang lại sắc đẹp, niềm tin, hạnh phúc trong đời sống của quý vị. Sư cô cầu nguyện cho chư Phật mười phương mang đến cho quý vị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an vui, thành công trên sắc đẹp là thành công của đời sống hạnh phúc của quý vị. Và kính chúc hai em và Thu Minh sẽ được nhiều sức khỏe vững trên con tàu tổng giám đốc hệ thống công ty trong và ngoài nước để tiếp tục phục vụ thay cho sư cô trong những thời gian còn lại. Cầu chúc cho công ty được nhiều thành công hơn nữa và được đồng hành cùng tất cả quý khách hàng khắp nơi trên toàn thế giới. Xin chân thành cảm ơn đến tất cả các vị truyền thông báo chí, đặc biệt là Nam California, luôn luôn hỗ trợ và đưa tin công ty đi khắp nơi đến tất cả quý Phật tử và khách hàng. Và cũng không quên tri ân đến Vietnamese Global Award quỷ lục thế giới của Tổng Thư ký Anh Tường và Giáo sư Kim Vọng đã đến đây để tặng bằng kỷ luật này cho hệ thống công ty EV Princess và BL Medical. Một lần nữa xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời giáo sư Kim Vọng thay mặt cho tổ chức kỷ lục người Việt toàn cầu để trao bằng xác lập kỷ lục cho công ty. Xin đại diện cho tổ chức kỷ lục người Việt toàn cầu, chúng tôi hân hạnh được gửi cái bằng xác lập kỷ lục đến với công ty mỹ phẩm EV Princess Cosmetics, là công ty mà có người chủ nhân là người Mỹ gốc Việt, mà có cái hệ thống mà phân phối mà nhiều cửa hàng nhất ở vùng Cali này và trên thế giới. Hôm nay chúng tôi xin đại diện để chúc mừng hai em, xin gửi các em cái bằng xác lập kỷ lục này. Dạ, xin cảm ơn em. Dạ, em xin đại diện cho công ty cảm ơn giáo sư Vọng và anh Võ Văn Tường đã đến đây trao bằng kỷ lục cho công ty chúng tôi. Như Thu Nga vừa nói đó, kính thưa quý vị, chúng tôi có cái ngày hôm nay đó là nhờ quý vị khắp nơi trên thế giới, nhờ quý vị các đại lý khắp nơi trên thế giới đã hơn 20 năm qua đã ủng hộ cho những sản phẩm của chúng tôi. Và hiện tại bây giờ quý vị vẫn đang ủng hộ rất là nhiều. Chúng tôi xin hứa với quý vị là chúng tôi sẽ không làm quý vị thất vọng. Chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến, tìm tòi và cho ra những sản phẩm mới trong tương lai để phục vụ cho quý vị ngày càng tốt đẹp hơn nữa. Cảm ơn quý vị nhiều. Điều của tổ chức kỷ lục người Việt toàn cầu, chúng tôi sẽ gửi đến công ty. Sắc đẹp đến cho mọi người.
được cô em dáng yêu kiều thướt tha, nàng tiên nga trên trời cao giang thế.